Chào các bạn đến với Tà Rao Bánh Quy, mình là ơi lùng bài bà. Chào các bạn đến với khu vực nhỏ của Andy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhớ đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh Tà Rao thứ hai nữa đó là Tà Rao Bánh Quy. Thì đối với Tà Rao Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về solo phát triển bản thân vào đón tuần, vào đón tháng. Đối với khu vườn nhỏ thì mình chủ yếu làm về tình cảm ha. Thì hôm nay mình sẽ làm chủ đề mà lâu lắm rồi mình không có làm, đó là khi nào. Quên, từ từ bình tĩnh nha. Không có nhớ. Khi nào sẽ có một người xuất hiện và yêu thương bạn? Cái tên chủ đề nghe thì hay nhưng mà tự nhiên ta làm chủ đề mà ta đã thấy đó có cái gì đó nó xa xôi rồi đó. Tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích ha. Mình sẽ để đá vào sau không? Xin chào các bạn, chân tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình ha, hoặc là follow Instagram của mình nếu các bạn muốn. Thì khi nào thì sẽ có người xuất hiện và yêu thương bạn ha? Hy vọng là sẽ đến sớm. Bốn tiền. Stream. Prince of Cups, hoàng tử cốc. Hay da. Nhìn bài á thì mình cảm thấy đầu tiên á, nếu mà hỏi mình khi nào á thì mình cảm giác là mùa hè, cái mùa mà nó nóng á là thấy có xe chen, là thấy có nóng rồi nè. Mùa cung lửa, cung lửa á, thì tháng bây giờ á, là đã tháng tháng 5, tháng 6 rồi thì gần nhất mà cung nóng mà cung lửa là chỉ có cung sư tử thôi, mà sư tử là đúng là cung ngay mùa hè. Còn nếu mà xa nữa là chỉ tới nhân mã là tới cuối năm lận, nhưng mà mình nghĩ không đúng, tại vì cuối năm á, thì nếu mà có hoàng tử cốc á, thì thường là hè người ta đi biển, thành ra mình nghĩ là ở đây nó hợp lý là hè ha, tức nghĩa là mùa hè, trong một cái mùa hè nào đó, không nhất thiết phải là mùa hè năm nay nhá. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là mùa mà cây cối nó khô héo, nó rụng lá thì lại là mùa cuối thu đầu đông, thành ra nó mình mới nói là nó rớt vô những cái tháng của cung lửa là mình thấy nó hợp lý ha. Rồi hoặc là khoảng thời gian giao giữa lửa với nước, thì không phải là giao giữa lửa với nước mà là khoảng thời gian giao mùa, chứ nhầm, giao mùa ha. Giao mùa nhưng mà giao mùa giữa mùa nóng với mùa lạnh. Rồi ok. Rồi bây giờ giải bài. Mình thì mình cảm thấy là đầu tiên khi mình nhìn bốn tiền á, bạn bạn có nhìn thấy cái cây mà nó đang chỉa những cái cành khô và nó giống như là cây gai không? Gai gai chứ không phải cây gai ha, gai. Thì nó khi mình nhìn vô cái này mình cảm giác bạn giống như là cái cây gai đó, hoặc là cách bạn nhìn về cuộc sống, về tình yêu này, chứ không phải là cái cô gái ôm bốn cái đồng tiền. Mình cảm giác tình yêu nó là một cái gì đó nó gai góc, nó bạn sợ tổn thương á, nó giống như một cái hình ảnh của bạn phản chiếu lên là bạn sợ tổn thương. Bạn cũng cảm giác giống như bạn giống như là cái bong bóng vậy đó, bạn phình ra, bạn mỏng lét và bạn nghĩ rằng khi mà bạn yêu một ai đó là như cái bong bóng nó bị cái kim đâm, đâm vô là bể cái bóc, đâm vô là bể cái bóc. Và khi bạn tiếp xúc ai đó, khi bạn gặp một ai đó, cái thứ mà linh cảm, cái thứ mà cảm giác, cái thứ mà tâm lý sợ của bạn á, nó giống như cái bong bóng vậy đó. Hình như là mình nói này thì nghe hơi kỳ nhưng mà có thể giống như là đôi khi trong chuyện tình yêu có những người họ không có may mắn, hoặc là họ yêu sai người nhá, luôn luôn có những cái người như vậy và rất nhiều là nữa là đằng khác á, thành ra mới có nhiều người khổ vì yêu đến vậy. Thành ra là họ cứ yêu sai người, họ cứ yêu sai cách, họ cứ bị tổn thương liên tục ha. Thành ra khi mà họ bị nhiều quá, họ đâm ra cái tâm lý bốn tiền này, tức nghĩa là họ không dám mở lòng được. Không phải là không dám mở lòng mà họ không dám tin. Giống như mình đi, mình cũng là đứa giống như bốn tiền này, tức nghĩa là mình sợ yêu sai người,
Tại vì mình không dám yêu nên mình sợ yêu sai người, nghe nó vô lý không? Đã không dám yêu nhưng mà lại sợ yêu sai người, tại vì mình không có hy vọng quá về chuyện tình yêu á, kiểu giống như cái số nó cứ lẹt đẹt hoài, kiểu cũng không có gặp được một cái người nào đó mà mình cảm giác rung động, nó giống như nó chai sạn vậy đó. Và mình không có còn kiểu giống như là nó màu hồng nữa, mình cảm giác mọi thứ nó đen xì hoặc là nó xám xịt hoặc là nó như muối tiêu á. Thành ra khi mà mình nhìn vô chuyện tình yêu của người ta thì mình thấy vui, nhưng mà mình nhìn vô cái câu chuyện của riêng mình thì mình thấy không có gì vui á. Thành ra mình nhìn giống như bốn tiền ở đây, tức nghĩa là khi cái tâm hồn của bạn nó khô cằn, nó giống như một cái cây không có cái lá, nó chỉ có gai, nó chỉ có rễ, nó chỉ có thân, nó chỉ có cành thôi. Nhìn cái cây nó không có giống cái cây mà thấy không, một cái cây nó bạc màu. Kế bên nữa là bạn có strength và bạn có kỵ sĩ cốc. Thì thật ra khi mà mình thấy ở đây á, là mình nghĩ là nếu mà hỏi mình gọi là nhanh hay chậm á, thì mình hơi khó trả lời cho hai cái lá này. Tại vì á, cái lá kỵ sĩ, nếu không có lá kỵ sĩ cốc mình có thể trả lời bạn nhanh hơn được một chút, nhưng mà có kỵ sĩ cốc nó làm cho mình khá là phân vân. Tại vì kỵ sĩ cốc là một cái đứa tính tính tình lẫn tình cảm của nó không có rõ ràng. Ví dụ như mình là kỵ sĩ cốc nha, ngày xưa á, trong quá khứ mình là kỵ sĩ cốc á nha, mình thích một ai đó có thể mình ghim ở trong bụng rất lâu, nhưng mà cũng có khi mình ghim ở trong bụng không không nổi, mình không đủ kiên nhẫn, mình chờ mình sẽ nói luôn. Tức nghĩa là mình cảm giác mình thích bạn đó quá, mà mặc dù mình chưa có đủ thời gian để tìm hiểu bạn đó mình cũng sẽ nói mình thích. Nhưng mà có người mình thích nhưng mà mình không bao giờ nói, mình chọn cách mình nín cái miệng mình lại luôn, mình nín cho tới khi nào mà nó chịu không nổi nữa thì mình mới nói. Tức là thành ra nó không có một cái giới hạn nào hết, nó liên quan đến cái cảm xúc của mình dành cho người đó. Thành ra mình cảm giác khi mà có kỵ sĩ cốc lên khó đoán thời gian hoặc là đoán đoán được cái tính nhanh chậm. Còn nếu mà mình giải bài theo kiểu khùng điên ba chọn á, thì bạn có thấy ở đây một đứa là ở trên núi, một đứa ở trên núi rừng cây cỏ rồ rừng u minh rồi nó gặm gặm trên đây, còn má này thì giống như mút ở dưới đại dương ở dưới biển vậy đó, giống như một má trên núi một má dưới biển vậy đó. Hai bạn rất là khác biệt về vùng miền, rất là khác biệt với nhau về cuộc sống. Thành ra giống như là hai người này đang tới với nhau thôi, nó chứ chưa tới nữa, nó chưa có tới nữa. Một đứa ở dưới biển còn một đứa ở trên bờ vậy đó. Giống như cái này là thủy tinh với mỹ nương đúng không ta? Ủa mỹ châu ta? Thôi nói chung không có nên nói bậy, là nói chung là một đứa ở dưới nước và một đứa ở trên bờ. Thì hai cái đứa này nó chỉ giao nhau ở cái chỗ đâu đây nè, đó. Nhưng mà khi mà quay trở lại cái câu chuyện giải bài ha, thì ở đây có strength. Thì bạn thấy ở đây hình ảnh hôm nay mình nhìn cái lá bài này, strength này, mình không thấy cái con sư tử nó đang cắn cái tai của cái bà này, mà mình nhìn là cái con sư tử giống như nếu mà bạn nào nuôi chó hay nuôi mèo, đặc biệt là chó, thì khi bạn bị thương, khi bạn bị cái gì đó nó hay liếm, nó liếm liếm là một cái hành động của chó hoặc là một loài số loài thú để gọi là làm cho cái vết thương nó được sạch, là một, dĩ nhiên biết là vô lý, nhưng mà đại loại là nó liếm để giống như nó xoa dịu cái vết thương của nó, chứ một phần là để làm sạch ha. Nhưng mà đối với mình thì nó không có sạch đâu nha, nhưng mà kiểu giống như là cái hành động đó nó là như vậy. Thì mình nghĩ đó là bạn nhìn thấy cô gái này không, cô lạc ở trong rừng ha, da vẻ của cổ là bị trầy, bị xước, bị tất cả rất là nhiều vết dao đâm rồi á, gai đâm rồi nè, là nó mới đây nó lết qua. Thì mình thấy là may mắn quá là cái tụ này có cái người đó xuất hiện, tức nghĩa là bài nó lên là người này sẽ có một cái người nào đó xuất hiện trong cuộc đời của họ để yêu thương họ thiệt, chứ không phải là yêu thương thiệt nha, chứ không phải là yêu thương giả. Thành ra mình thấy vui. Cái thứ hai nữa là người này họ cũng khá là, có thể họ không không có thể họ không phải là một cái người giỏi bằng ngôn từ, không phải là một cái người giỏi bằng cái sự gọi là xến xúa hoặc là kiểu những câu chữ không ha hè, mà bằng cái hành động, bằng cái việc mà họ làm. Và strength với kỵ sĩ cốc nó còn cho mình một cái cảm giác nữa đây, đó là bạn nhìn thấy không, đây là một cái cô gái rất là mạnh mẽ, nhìn nó rất là, mình không hề cảm giác cô gái này cô yếu đuối nha, mà mình cảm giác cái người, cái hoàng tử ở đây cũng là một cái người mà hoàng tử cốc á, hoặc là kỵ sĩ cốc này là một cái người thường hay yếu đuối nha, hoặc là kiểu giống như là có một cái sự gọi là mềm mỏng. Thành ra mình nghĩ nếu mà bạn là nam á thì cái tính bạn nó sẽ nhu hơn bạn nữ, còn nếu mà bạn là nữ thì ngược lại ha. Thành ra mình cảm giác ở đây là giữa hai bạn á nó sẽ có một cái sự trộn lẫn, tại thật ra ngay từ đầu tính cách của hai bạn nó cũng đã khác rồi, một người thuộc nhóm nước và một người thuộc nhóm lửa, là mình đã thấy nó ngược nhau rồi. Nhưng mà được cái là mình cảm giác cái sự quan tâm và cái sự hướng về nhau của mấy bạn ha. Còn một cái nữa đó là mình cảm giác giống như là có sự chênh lệch về tuổi tác ở đây. Mình strength thường thường nó sẽ lớn về tuổi hơn hoặc là lớn về tâm hồn hơn, còn kỵ sĩ thì chắc chắn nó chỉ tầm trạc bạn hoặc là nhỏ hơn tuổi bạn khoảng tầm
hai ba tuổi ha, hoặc là có thể ngoại hình của một trong hai bạn nó sẽ có một cái sự chênh lệch gì đó, giống như ví dụ bạn mập thì nó ốm, bạn ốm thì nó cao, bạn cao thì nó thấp hay cái gì đó, hoặc là nó có một cái sự giống như bạn trắng thì nó đen, bạn 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 tóc ngắn thì nó tóc dài, tức nghĩa là có một cái gì đó nó phải rất là ngược nhau, nó phải đối chọi với nhau về ngoại hình nữa. Và mình cảm giác giống như là giữa hai bạn á, có thể không phải thích nhau bởi vì ngoại hình đâu, mà mình cảm giác là thích nhau bởi vì cái sự ân cần và tính cách đó ha. Nói chung bà lên thì dễ thương đó, nhưng mà không biết chừng nào tới thôi. Ê, cũng vẫn là mùa hè nha mọi người, hai gậy này nha, bốn kiếm. Bài gậy không à mọi người, gậy là nhóm lửa đó. Gậy là nhóm lửa, hai gậy bốn kiếm với ba, ba gậy ha, hai gậy ba gậy bốn kiếm. Vẫn thấy mùa hè, vẫn là một cái mùa hè hoặc là một cái mùa nóng ha. Cái người này thì mình, cái năng lượng của họ thật sự mình đọc á, mình cảm giác nó rất là chậm và nó rất là âm thầm, nhưng nó rất là lặng lẽ nha, nó không có hề có một cái gì đó mà nó quá gọi là lồ lộ ra. Mình không biết trong cung lửa nhóm nào mà nó lại ít lồ lộ ra nhất, nhưng mà theo những gì mình biết á, thì cái năng lượng này mình cảm giác nó kiểu người tử tế, người tử tế, năng lượng của người tử tế. Nhưng mà bạn này có vẻ như hơi pha trộn, giống mình cảm giác nó có một cái sự chậm ở trong đây, nhưng mà mình không biết chậm này là của đất hay là của nước thôi. Nhưng mà bạn này mình cảm giác không phải là kiểu người nói nhiều đâu, bạn này rất là ít nói, cung lửa mà ít nói thì cũng hơi khó chọn ấy. Nói chung mình cảm giác người rất là trầm, từ từ, ít nói. Bạn này thì mình thấy là một người trưởng thành, nhưng mà có một cái sự e dè hoặc một cái sự dè dặt nào đó trong cuộc sống, khá là bảo thủ hoặc là hơi hơi gọi là hơi cứng đầu trong cái quan điểm, trong cái góc nhìn. Bạn này là một cái người mình nghĩ là đôi khi nhìn mọi chuyện theo kiểu kiểu riêng á, tức nghĩa bạn này có một cái tư duy, một cái góc nhìn rất là riêng. Và ở đây bạn này sẽ không cãi với người khác về cái sự riêng biệt hoặc là khác biệt của mình về về góc nhìn về cuộc sống. Bạn này kiểu dạng laid back, kiểu hoặc là kiểu low key á, nói chung mà mình cũng không biết dùng hai cái từ đó dịch ra tiếng Việt nó làm sao, nhưng mà cái dạng nó rất là lười lười, nó rất là từ từ, nó rất là chậm chậm ha. Bạn gặp người này khi nào mới có một người gặp bạn và yêu thương bạn? Thật ra nha, cái bạn này á, bài của bạn lên mình không có thấy đi tìm, nói thiệt là mình cũng không thấy tìm, mà tự nhiên mình nhìn bài mình cũng không có thấy ai tới hết trơn bạn. Tức nghĩa là gì, giống như là vậy ha, ví dụ như là người ta nói là trong chuyện tình cảm thì phải có người đi tìm và phải có người đi tới, đúng không? Một trong hai người phải có người tìm và phải có người tới, đúng không? Cái này mình không thấy người tìm mà mình cũng không thấy người tới, rồi mình cũng không biết hai bạn gặp nhau bằng cái đường nào luôn á. Tại vì bài này lên hai gậy, tức nghĩa là thằng này nó vẫn đứng ở đó, ba gậy thằng này nó vẫn đứng ở đó, rồi hai đứa này gặp nhau bằng kiểu gì, đứng nhìn nhau à? Thật là kỳ lạ. Nhưng mà thôi, mình sẽ giải bài theo kiểu là khi nào đi. Mình cảm giác đầu tiên á, đó là khi mà bản thân của bạn á, nhìn cuộc sống này theo một cách cân bằng hơn và nhìn cái cuộc đời này và đạt được một cái sự cân bằng nào đó. Cái này thì nó không dễ đâu nha. Tại vì khi mà bạn đạt được một cái sự thấu hiểu về một cái gì đó thì nó bắt buộc bạn phải trải qua một cái gì đó rồi bạn mới hiểu ra được là nên cái gì, không nên cái gì. Thứ hai là bạn có bốn kiếm. Bốn kiếm là một cái quá trình để người ta chiêm nghiệm lại một cái gì đó nó xảy ra và để rút kinh nghiệm. Và bốn kiếm thường cũng khoảng thời gian gọi là nghỉ ngơi hoặc là tạm dừng hoặc là dừng lại để chuẩn bị cho một cái gì đó, nhưng mà không nhất thiết là phải làm, nhưng mà kiểu giống như là mình ngồi mình nắn lại mọi thứ trong đầu mình sắp xếp lại mọi chuyện. Ba gậy đó là tìm một cái phương hướng mới, một cái con đường mới, một cái ngã rẽ mới, một cái cua mới, một cái quẹo nào đâu đâu đó. Thành ra mình nghĩ khi mà tổng hết ba cái này lại, có vẻ giống như bạn đang chuẩn bị chuyển mình bước qua một cái giai đoạn, một cái nấc thang, hoặc bạn đang leo lên một cái nấc thang nào đó, bạn đang chuyển mình lột xác, hay bạn đang thay đổi ngành nghề công việc, hoặc là bạn thay đổi về quan điểm tư duy trong cuộc sống. Tức nghĩa là bạn trải qua một cái bước ngoặt trong cuộc sống, mà đã là gọi là bước ngoặt á, thì nó đôi khi nó không dễ ha. Nhưng mà nghĩ theo cách tích cực đi thì nó sẽ là một cái sự chuyển mình ha. Kể giống như là mình cũng không muốn dùng từ bước ngoặt ở đây là sự khó khăn, mình không mặc định vô vậy, mình muốn mà các bạn nghĩ là khi mà cuộc sống bạn nó có những cái thay đổi dù là tích cực hay là tiêu cực gì cũng được, là bạn sẽ gặp cái người này, tại vì nó sẽ không gặp bạn ở cái thời điểm mà bạn chưa đạt, bạn chưa có nhìn thấu cuộc đời này ha. Thật ra để dùng từ nhìn thấu cuộc đời thì nghe nó còn bự dữ nữa, nhưng mà mình cảm thấy ở đây giống như là bạn nhìn không không nhìn thấu đâu, nhìn nhìn rõ hơn cái sự trắng đen, nhìn rõ hơn những cái màu muối tiêu của cái cuộc đời này. Và
khi mà bạn hiểu rằng giống như là cuộc sống này có những cái nó sẽ gọi là trái ý, trái nết, trái tính với bạn, và có những cái nó không như các bạn mong đợi, mình phải thích ứng với nó, mình phải thích hợp với nó, mình phải tìm cách điều chỉnh bản thân mình, thì mình nghĩ bạn mới gặp được cái người này. Nói thôi nó đau cổ quá. Và mình cảm thấy giống như đó là bạn cũng nhìn thấy ở đây này nha, thằng này là thằng hoàng tử, con này con công chúa, thì bạn nhìn thấy cái thằng này ở đây nó rất là ốm o gầy mò đúng không, nó rất là kiểu xui xủi ha, nhưng mà qua đây này, nó đứng vững hơn, nó tự tin hơn, nó mạnh mẽ hơn và nó có ý chí hơn. Nó làm cho mình cảm giác đó là khi mà hai bạn, một trong hai bạn hoặc là cả hai bạn trở nên gọi là chủ động hơn trong cuộc sống của mấy bạn luôn á nha, không có còn bị động nữa, thì mình cảm giác hai bạn mới gặp nhau ha. Xin chào các bạn chọn tuổi số số 2. Trước khi vào phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình nha. Thì khi nào thì người ta mới xuất hiện, người yêu bạn, người có mới có người xuất hiện và yêu thương bạn. Princess, công chúa cóc phải không? The Hermit hay là Magician nha, The Hermit nè. Five Swords. Thấy có năng lượng của sử nữ với song ngư này nhé. Sử nữ song ngư với song tử, nhưng mà thôi cái lá chó thì không không chắc lắm ha. Đầu tiên á đó là khi nào cái này á, mình cảm giác á trời rất là u tối, mình cảm giác chiều tối nè, hoặc là những cái khoảng thời gian mà nhìn nó rất là không gian không khí của mùa thu, mặc dù mình biết mấy bạn sẽ nói ủa đâu trời cảnh gì đây mà sao nói mùa thu cho được, nhưng mà trong lòng mình nó đang cảm giác những cái ngày mùa thu nó vắng lặng, nó không có quá nhiều sự sao động đó, nó rất là từ từ, không gian nó rất là nhẹ nhàng, mọi thứ nó rất là ảm đạm đó. Mà mùa thu thì nó rất là từ tốn đó. Thành ra mình cảm giác năng lượng này là năng lượng của đất. Nhưng mà bạn có thể gặp người này vào cái khoảng thời gian mà gọi là trời đất chuyển mùa, nhưng mà chuyển mùa kiểu giống như là thay lá nè, rồi vào đông nè, hoặc là tại vì ở đây có The Hermit thì thường The Hermit là mùa thu á, The Hermit là mùa thu, hoặc là cung xử nữ á, tháng 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 9 tháng 10 á, cuối 9 đầu 10 đó là xử nữ á, thì nó cũng là mùa thu á. Mình còn ở nước ngoài thì mình không rành, nhưng mà mình cảm thấy á, là có cái năng lượng đất ở trong đây, và có cái mùa mình cảm giác có một cái mùa mà nó hơi ớn ớn lạnh, nó hơi mát mát, nó hơi se se, nhưng mà nó hơi ớn lạnh, nó không phải là mát mát mà kiểu thoải mái như kiểu Đà Lạt, mà nó phải mát nhưng mà nó lạnh á, nó ớn lạnh, nó ớn ớn lạnh lạnh á. Thì có thể là mình nghĩ có thể là mùa bắt đầu đông ở bên nước ngoài ha, hoặc là có thể giống như ở Hà Nội, thì mình cũng chưa đi bao giờ, nhưng mà mình nghe mấy bạn đó nói hình như chắc khoảng tầm tháng 11, 12 gì bà đi đó là bắt đầu nó se se lạnh ha, hay là đầu tháng 1 gì đó thì bắt đầu nó lạnh ha, thì nó đúng rồi. Còn về cái câu chuyện ở trong ba lá bài này á, thì cái thứ đầu tiên mà mình thấy á, nó là mình cảm giác á, là bản thân của mấy bạn rất là thích được sự yêu chiều và rất là thích được những cái tình yêu nó tỉ mẩn, nó tỉ mỉ, nó hơi hoa mỹ, nó hơi màu màu mè mè một chút. Bạn là một cái người rất là yêu yêu cầu trong chuyện tình cảm, rất là yêu cầu nhiều thứ trong chuyện tình cảm. Thật ra không hẳn phải là yêu cầu về không hẳn phải là yêu cầu về cái vật chất, mà là bạn yêu cầu một cái sự ân cần, bạn yêu cầu một cái sự để tâm, bạn yêu cầu một cái sự tận tụy, bạn mong muốn người yêu mình là một người tinh tế và nhạy cảm. Nhưng mà cuộc đời này nó không có dễ ăn vậy đâu. Bạn muốn như vậy, nhưng mà đôi khi cuộc đời này nó sẽ đưa cho bạn những cái người có thể họ hỏng như vậy, nhưng mà hoặc là họ không như bạn kỳ vọng, có thể họ vẫn ân cần tỉ mỉ, nhưng mà họ họ có cái nết gì đó nó không đúng như như cái ngoài cái ân cần tỉ mỉ đó, họ có cái nết khác đi, giống như là trăng hoa, đào hoa, thả thính, hoặc là ở dơ, hay là cái gì đó nó không như cái ý bạn, tại vì bà Linh có năm kiếm. Thì mình nghĩ nếu trong trường hợp đó, liệu bạn có cảm thấy thoải mái với một cái người như vậy hay không, tại vì bạn có The Hermit ở đây, bạn là một cái người mang tính yêu cầu, bạn muốn mọi thứ nó phải như cái mình mong đợi, và bạn bạn muốn nó theo kiểu giống như là ta đã chọn rất kỹ rồi thì không có thể nào sai được, và tao muốn mọi thứ nó phải như cách tao chọn, thì giống như mình nói là bạn đang áp đặt cái suy nghĩ, hoặc là bạn áp cái mong chờ của mình lên người kia.
thì mình cảm giác nó hơi khó. Giống như ở trong đây nè, đứa hai kiếm với đứa ba kiếm, đứa hai kiếm ngồi trên, đứa ba kiếm ngồi dưới, đứa hai kiếm không có khuynh hướng muốn nhìn cái đứa ba kiếm, nhưng đứa ba kiếm lại nhìn cái đứa hai kiếm. Thì mình cảm thấy ở đây hai bạn giống như là hai cái tầng nó hơi lệch nhau một chút xíu. Có thể mình không nói ở đây về tầng lớp, cũng không nói về giai cấp hay là nói về giàu có hay là tri thức gì ở đây hết, mà là có một cái sự chênh lệch nào đó giữa hai bạn, hoặc là có một cái người lắng nghe và một người không lắng nghe, có một sự thiếu thấu hiểu nào đó, hoặc là giống như người ta hay nói đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim, nói chung nó khác nhau cái gì đó ở trong đây. Và hai cái người này á, mình cảm giác hai cái năng lượng này nó không có hòa nhập vào nhau được. Nhưng mà giống như cuộc sống này đó, mình nói là tình yêu nó không phải là một cái gì đó nó màu nhiệm đâu, nó không phải là một cái gì đó nó quá là lung linh huyền ảo theo kiểu như là hai tâm hồn hòa hợp lại làm nhau. Nó không có đơn giản như cái cách mà mình nói, mà là mỗi người đều là một cái màu, và cái màu đó nó được chấp nhận bởi cái người thứ hai. Tức nghĩa là ví dụ bạn có màu xanh, mình màu đỏ, bản chất giữa mình với bạn hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nếu bạn không thích màu của mình và mình cũng không thích màu của bạn thì mình với bạn không thể nào hợp nhau được. Còn nếu mà mình với bạn thích nhau thì chả quan tâm tới chuyện mình màu đỏ, bạn màu xanh, mình màu nào bạn cũng thích mình hết. Thì mình cảm thấy ở đây nè, cái gọi là khi mà bạn gặp được bạn này là khi bạn sẽ không còn cái tâm phân biệt này nữa. Nghe thì dễ nhưng mà làm khó lắm nha. Tại vì ví dụ như nãy mình nói, bây giờ giống như ở trên mạng nó hay có cái hồi đó nó có một cái trào lưu gì đó, bạn 10 điểm nhưng mà bạn bị hôi nách, hay bạn người yêu bạn 9 điểm nhưng mà bị ở dơ, hoặc là những cái kiểu giống như vậy. Tức nghĩa là họ có một cái điểm trừ nhược điểm nào đó, bạn có chấp nhận họ hay không. Thì cái ở đây nó cũng giống vậy, tại vì giống như bạn là một cái người muốn đi tìm một cái người hoàn hảo, tại vì The Hermit là một cái hành trình đi tìm được một cái người họ thật sự hiểu mình, thật sự như mình mong đợi, thật sự như mình mưu cầu. Nhưng mà The Hermit nó càng đi tìm thì nó càng nhận ra là trong cuộc đời này không có cái người như vậy. Tại vì The Hermit là người đi tìm chân lý, người tự trả lời được cái chân lý, cái chân ái của cuộc đời mình. Thì mình cảm giác giống như đó là bản thân của các bạn, bạn có Princess of Cup thì thường bản thân bạn phải là một cái người rất là khó trong chuyện yêu đương á. Mình dùng từ là khó trong chuyện yêu đương ở đây không phải là khó có người yêu, mà là khó để yêu á. Bạn khó yêu ai lắm, bạn yêu ai thì bạn yêu cũng lâu cũng dài, nhưng mà khó để bạn yêu lắm, hoặc là khó để bạn tin vô tình yêu. Và bạn cứ đi tìm đi tìm đi tìm, giống như bạn bạn đang ở trái đất này nè, bạn đang bò bò trên trái đất mà bạn nghĩ tới cái hành tinh nào đó bay trên trời này, nhìn thì nó gần nhưng mà nó xa xa tích luôn bao nhiêu triệu năm ánh sáng đó, ví dụ như vậy. Thì bạn 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 giống như bạn muốn bay lên cung trăng để bạn gặp chị Hằng vậy đó, nhưng mà bạn không có biết bay, bạn cũng không có phép thần thông nào hết. Mình cảm giác giống như là có những cái mình mà thứ mà mình mong cầu, có những thứ mà mình mong muốn nó đôi khi nó không có như mong đợi của mình. Thì sao nếu mà trong chuyện tình cảm mình gặp một người như vậy, mình có chấp nhận họ không, mình có cho họ cơ hội hay không? Thật ra mình nói nghe nó cao xa quá, nhưng mà mình quay một cái ví dụ đơn giản nhất, đó là ví dụ mình gặp bạn ở ngoài đường, trong cái điều kiện của bạn, bạn luôn mong đợi gặp một cái thằng cao to lực lưỡng đẹp trai sáu múi, hoặc là đơn giản là một cái thanh niên trong trắng trẻo ngon ăn, hoặc là chạy xe với Vespa hay là SH Mod gì đó đại loại vậy. Trong khi cái bạn nhìn mình, cái mình chạy chiếc quay đỏ, nhìn rất là tông teo ốm yếu, bạn có thích mình không? Chắc là không á, cho mình chơi dùng từ là chắc chắn là không rồi đó. Tại vì đơn giản á, mình không có ấn tượng gì đẹp đẽ gì với bạn hết, mình cũng không có một cái gì nó nằm trong cái mưu cầu, hoặc là cái nhu cầu, hoặc là cái góc nhìn của bạn hết. Nhưng mà chưa gì hết là bạn đã loại mình rồi. Tại vì giống như mình nói ở đây, mình với bạn có một cái sự khác biệt, thì khi nào mà bạn loại cái này ra, bạn mới gặp được cái người đó. Tức nghĩa là ở đây mình không nói là bạn sẽ gặp một cái đứa dở hơi, hoặc là một cái người người một cái người họ quá tệ hay là như thế nào đó. Ở đây mình không có muốn nói theo kiểu đó, mà là giống như là bạn phải chấp nhận được là có những cái giống như bạn khát khao, bạn mong cầu, nhưng đôi khi nó không như vậy. Giống như bây giờ bạn nói tôi thích người cao đó, rồi bây giờ cũng có một thằng chạy xe SH Mod mà nó bị lùn, nó chống cái xe vừa tới thôi nhưng mà nó bị lùn, bạn thích nó không? Hoặc là kiểu giống như là trên kiểu giống như bây giờ mình không chạy chiếc quay đỏ nữa, nhưng mà mình chạy chiếc Emblem đi, ví dụ vậy. Thì bạn có thích mình không hay là bạn không thích kiểu giống vậy ha. Nói chung nó cũng khó cho mấy bạn. Bạn có judgment, bạn có chính gậy và bạn có the emperor, tụi này cố chấp quá trời. Nè, khi mà mình nhìn cái này á nha, bạn nhìn thấy hồi nãy mình mới nói là đi nè, đi soi đèn nè, đi tìm, giống như là tao tự nghĩ tao là công chúa nè, tao tự nghĩ tao là hoàng hậu nè, tao tự thấy tao thông minh, tao tự thấy tao có nhan sắc, tao tự thấy tao có quá nhiều thứ luôn, thành ra tao phải đi tìm ông vua. Tao là hoàng hậu là tao phải đi tìm vua thôi, chứ tao không có muốn gọi là công chúa, tao cũng không cần hoàng tử, tao cần ông vua. Tao xách đèn đi tìm, tao đi tìm ông vua.
Tức nghĩa là ở đây á, bài của bạn lên nó hỏi là khi nào thì bạn mới gặp được người thật sự yêu thương bạn, hoặc là một cái người mà họ có thể hiểu bạn á, mới gặp được tình yêu á. Thì mình cảm thấy giống như đó là, thật ra khi mà lên judgment á, mình thấy cũng hơi chua cho mấy bạn. Tại vì judgment nó không phải là một cái lá mà muốn nói gặp là gặp. Judgment á, là phải đi qua một cái, giống như trong trong truyện Kiều, hôm qua mình mới, thầy mình mới nói một cái câu chuyện Kiều, là đi qua một cuộc bể dâu á. Một cuộc bể dâu là một cái, giống như là một cái sự, một cái gì ta, một cuộc bể dâu nó là cái gì đó, là một cái sóng gió gì đó, một cái cuộc lên voi xuống chó gì đó, hoặc là hiểu một cách đơn giản giống như là bạn phải trải qua một cái kinh nghiệm nào đó mà nó giúp bạn gọi là thức tỉnh luôn á. Nhưng mà thật ra mình cũng chả muốn dùng chữ thức tỉnh ở đây, tại vì nghe nó thấy ghê lắm. Kiểu đơn giản đó là bạn ngộ nhận, không phải bạn ngộ nhận mà bạn nhận ra được một cái gì đó, bạn sáng mắt ra được một cái gì đó. Giống như con này nè, nó phải bể đầu á, nó chảy máu đầu, nó mới sáng con mắt nó ra. Thì mình cảm giác giống như đó là có thể bạn sẽ đi qua một cái sai lầm nào đó. Thật ra sai lầm thì nó nhiều lắm, có thể sai lầm về chuyện tình yêu, sai lầm trong cuộc sống, sai lầm trong lựa chọn về chuyện học, sai lầm trong trong một cái đường đi nước bước nào đó. Nói chung bạn phải mắc một cái sai lầm nào đó. Khi mà bạn mắc cái sai lầm đó xong á, thì bạn mới nhận, bạn mới sửa cái sai đó, bạn mới gặp được ông vua của đời bạn. Tại vì bạn có chính gậy. Chính gậy á, đó là tôi bị sai và tôi sợ sai, nhưng tôi muốn sửa sai, nhưng mà tôi vẫn sợ tôi sai nữa. Nhưng mà judgment á, nó mắc cười ở chỗ đó là bạn chọn đúng là nó đúng, mà bạn chọn sai là nó sai. Bạn phải chọn rồi nó mới ra kết quả, chứ nó không nói là nếu mày chọn A thì B. Thì kiểu giống như là nếu mày chọn cái này mày sẽ ra tốt nha, còn nếu mày chọn cái này là mày sẽ ra xấu nha. Không có, chắc mà nó nói là mày chọn đi rồi mày sẽ tự động mày biết nó là tốt hay xấu. Thì giống như mình nói, judgment nó giống như là một bạn mình, nó sẽ luôn nói judgment là một cái bài toán, là một cái là một cái gì đó gọi là cái gì, nhân phẩm đó, một cái bài đo nhân phẩm đó. Nhân phẩm tốt thì ra người tốt, mà nhân phẩm xấu là ra người xấu. Mình thì không có nghĩ theo kiểu đó, mình chỉ nghĩ đơn giản là mày sống tốt, mày chọn hướng tốt thì nó ra kết quả tốt, mày đã chọn cách xấu, mày đi đường xấu thì nó sẽ ra con đường xấu, đó là chuyện hiển nhiên. Thì giống như bài ở đây nó nói là bạn sẽ gặp được cái người hoặc bạn yêu, bạn sẽ gặp được đúng cái người bạn bạn yêu khi mà thật sự bạn nhận ra rằng á, là đôi khi hoàng thượng, đôi khi ông vua không nhất thiết phải là một ông vua theo danh nghĩa, đôi khi họ là, họ mang cái tính chất của ông vua, họ có thể là phú ông, họ có thể là một cái đại gia ở một cái vùng nào đó cũng được, cũng không nhất thiết phải là ông vua. Đâu phải và vua mới là giàu đâu, đại gia cũng giàu, phú ông cũng giàu, hiệp sĩ họ cũng giàu, nhưng mà họ giàu về kiến thức, họ giàu về năng lượng, họ giàu về sức mạnh gì đó. Tại vì the emperor bạn á, là một cái người á, bạn phải gặp được một cái người trị được bạn, the emperor một cái người phải trị được bạn, giỏi hơn bạn, cao hơn bạn một cái đầu, một cái người mà họ phải có một cái sự gọi là kiểm soát được bạn, họ cầm được cái kiếm, có thể là họ bị tổn thương này nha, máu chảy rất là nhiều nha. Nhưng mà mình cảm thấy giống như đó là, giống như bạn, giống như là nãy mình nói bạn mắc sai lầm rồi, bạn 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 cũng có khuynh hướng bạn đi tìm những cái người mà nó làm cho bạn thỏa mãn, tức nghĩa là bạn thỏa mãn cái, giống như việc bạn nói là tôi thuộc cái tầng mây đó, tôi phải đi tìm người, cái người thuộc cái tầng mây đó. Thì bây giờ giống như mình nói là muốn trèo lên một cái nấc thang thì mình phải bỏ công bỏ sức ra, chứ nó không có tự nhiên được. Giống như bạn đang ở một cái tầng thấp, bạn muốn leo lên cao thì bạn phải trèo lên, mà dĩ nhiên trong quá trình trèo là bạn sẽ vượt qua thử thách này, bạn sẽ mắc sai lầm rồi. Thì bài của bạn lên đó là bạn đến khi bạn trưởng thành bạn mới gặp được cái người này. Trưởng thành ở đây mình không biết là bao nhiêu tuổi đâu nha, tại vì bài của bạn lên nó cho mình một cái cảm giác đó là bạn phải cầm đèn bạn đi, bạn soi, bạn soi ở trong cái đống gậy này, bạn chọn ra được một cái cây gậy tốt nhất rồi bạn mới đi. Và mình cảm giác giống như là mình cảm giác giống như đó là trong cái tâm tánh của bạn nó có một cái gì đó nó rất là kiêu kỳ, nó rất là kiêu hãnh, nó rất là kiêu sa lộng lẫy, nó rất là kiêu ngạo luôn á. Và mình cảm giác khi mà bạn bỏ cái tâm đó xuống được, bạn bỏ cái tâm kiêu của bạn xuống, có thể giống như bạn nói là tao là công chúa, là hoàng hậu, là nữ tướng gì đó, tao cần phải gặp được một cái người gọi là giống như là vua của muôn cõi. Nhưng mà giờ tự nhiên cái đâm lò đem lòng đi thích một cái người mà thư sinh, thì nó có mâu thuẫn quá hay không? Giống như bạn là nữ tướng
tướng mà bây giờ tự nhiên có một thằng thư sinh nào đó cầm cái kiếm lên cổ ông nội mà yêu đương mẹ gì, thì bạn cảm giác giống như là tại sao tao phải yêu những con người như vậy, tại sao tao phải gọi là chấp nhận những con người như vậy. Tại vì bài ở đây lên của bạn nó nói nó giống như là vậy nè, đến khi nào mà bạn thật ra bạn hiểu ra được á, là cái chuyện tình yêu là cái chuyện không phải quan trọng là cái thằng đó có cầm kiếm lên nó đánh với bạn được hay không, hoặc là đơn giản ở đây không phải là thằng đó phải biết múa kiếm nó mới quen được với bạn, mà vấn đề nằm ở chỗ là người đó có thể kiểm soát được bạn. Thật ra kiểm soát ở đây đừng có hiểu là nó nắm đầu bạn, nó dạy được khôn bạn, mà hiểu ý ở đây đó là nó nắm được cái con người của bạn, nó biết cách gọi là chiều với cái con người, cái tính cách của bạn, nó biết cách kiểm soát cái gọi là cái cơn nóng giận của bạn, hoặc là nó biết cách làm cho cân bằng lại, cân đối lại. Tại vì giống như một cái ông vua có sự thông thái nè, có kinh nghiệm nè, có kiến thức nè, có những cái trải nghiệm trong cuộc sống, chính cái người đó đó họ sẽ như, gọi là cân đối cho cái sự chọn sai lầm của bạn. Tại vì giống như một cái đứa hay sai thì chắc chắn sẽ thích nghe lời của một cái người có kinh nghiệm, thì mình cảm thấy là bạn sẽ gặp được cái người này khi mà cái gọi là mình cảm giác vẫn có một cái sự thông tuệ nào đó, một cái trải nghiệm, một cái kinh nghiệm, hoặc là một cái sự thành công nào đó trong cái vị trí cuộc sống của bạn, rồi bạn mới gặp được cái người này. Tại vì bài của bạn lên lớn quá. Bạn có judgment, bạn có the emperor, bạn phải đạt tới một cái level mà có địa vị, có quyền lực rồi bạn mới gặp được người ta, chứ mình nghĩ là bình thường mình sẽ không gặp được đâu, chưa gặp được đâu. Xin chào các bạn trong tuổi số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn chuông hay like share để lại bình luận cho mình ha. Thì khi nào thì bạn mới gặp được người thật sự yêu thương và yêu thương bạn ha. Bạn có 6 tiền, 6 gậy, The Star. Thật là mắc cười. Cái tụ bài của bạn á, thì mình nói cái này nghe hơi mắc cười nha. Nhưng mà như vậy, bạn thấy nhỏ này ở đây nó đứng ở trên cao, nó đang gọi là bố phát tiền cho người ta không? Rồi bên sau gậy đây nó cũng đứng ở trên một cái đỉnh đỉnh núi, hoặc là một cái đỉnh cao của dinh vọng, đúng không? The Star cũng là một cái trung tâm ha. Bài của bạn lên á, mình cảm giác giống như đó là đến khi nào bạn mới gặp được. Thứ nhất về thời gian nha, tụ 1 với tụ 2 mình đoán được mùa, nhưng mà tới cái tụ 3 này thì mình lại cảm giác hơi khó đoán. Nhưng mà theo cảm giác và linh cảm của mình á, thì thứ nhất nhìn hình đây mình thấy là toàn là bông không à, bông hoa đồ nở nhiều là xuân hoặc là bắt đầu xuân ha. Cái thứ hai nữa là cỏ rất là xanh, trời rất là trong. Nếu mà bạn nào để ý trời rất là trong, rất là xanh thì thường chỉ có xuân với hè thôi à. Xuân thường là xuân nhiều hơn là hè, hè mây, còn không á, là mùa thu. Nhưng mà mùa thu thì lại không có bông, mùa thu thì lại rất là ít bông, thì thành ra mình cảm giác là khả năng cao của bạn sẽ là mùa xuân ha, mùa xuân. Và hoặc là trời vừa kết thúc đông đầu xuân thì mình nghĩ là thời gian hợp lý nhất. Trời cũng vừa ấm lên thôi chứ không có bị nóng ha. Bầu trời bài lên mình cảm giác mọi thứ nó đều rất là trong lành, rất là tự tốn, nên ra mình nghĩ là mùa xuân hoặc là gần xuân là hợp lý nhất. Rồi theo vô bài ha, khi nào bạn mới gặp được mình thì trong đầu mình nó chạy một cái dòng chữ, đó là khi mà bạn biết leo xuống, bạn không có leo lên nữa. Mình cảm thấy là tại sao nó là leo xuống chứ không phải là leo lên. Bài của bạn lên cái nào bạn cũng đứng ở trên đầu người ta không à. 6 tiền là bạn ban tiền cho người ta, 6 gậy là bạn thành công hơn người ta, The Star đó là bạn tập trung vô bản thân bạn hơn người ta, cái gì bạn cũng hơn người ta không mà bạn không có ở dưới người ta. Và mình dĩ nhiên là đâu ai muốn ở dưới người ta đâu, nhưng mà ý mình nói ở đây đó là bạn đang hướng vô bạn nhiều hơn bạn hướng ra bên ngoài. Tức nghĩa là ví dụ nha, mình thấy ví dụ để dễ hiểu hơn chút đó là ví dụ như là một cái người mà họ hướng vô bản thân nhiều, tức nghĩa là họ rất thấy thoải mái với cuộc sống của họ. Họ sống vì hết mình, vì công việc, vì đam mê, vì tuổi trẻ, vì nhiệt huyết, vì lý tưởng, vì một cái gì đó mà họ đam mê yêu thích, thì họ cũng không có đủ thời gian để họ yêu ai đâu. Nói thì nghe hơi kỳ nhưng mà thiệt sự mình thấy nó vậy. Trong cái bài của bạn á, mình cảm giác giống như đó là bạn không có đủ thời gian và năng lượng để bạn chia sẻ, bạn ban phát cái tình yêu của bạn ra cho người ta được. Mình cảm giác giống như là bạn muốn gặp một cái người yêu mà họ phải tôn sùng bạn, nâng bạn lên, gọi là chấp nhận con người của bạn theo cách gọi là bạn là một, là riêng, là tất cả đó. Và mình cảm giác giống như bạn mong chờ cái đối phương họ phải sống theo bạn, chạy theo bạn, rượt theo bạn, đuổi theo bạn, chứ bạn không có chờ người ta. Nghe thì hơi kỳ ha, kiểu giống như là anh ơi em chạy xe mô tô phân khối lớn đó anh, nếu mà anh yêu em thì anh cũng phải biết gọi là phóng xe theo em ha, chứ anh mà đi bộ là em không có cửa em đứng lại em đợi anh đâu. Còn anh có đạp xe đạp thì kệ anh, em vẫn chạy xe Honda anh nhé.
Tức nghĩa là bạn có một cái kiểu gọi là bạn 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 cho rằng người ta nên thay đổi vì bạn. Bởi vì ở đây mình không nói là nó tốt hay nó xấu, mình cũng không nói là bản thân bạn làm cái điều đó là bởi vì bạn ép người ta. Ở đây bạn không có ép ai hết đó, bạn nói là nếu mà anh thấy anh chạy theo được em, anh rượt theo được em được thì anh cứ chạy, còn anh được không nói thì anh cứ đứng ở lại ở phía sau, em sẽ đi tìm người khác, em sẽ đi tới đoạn đường của em. Nó theo kiểu là một cái lựa chọn tùy hỷ tùy tâm, và bạn kiểu giống như là em không bao giờ bắt buộc anh phải phải như thế này phải như thế kia, nhưng mà để quen được em, để có thể đi cùng em thì tốt nhất anh nên như vậy. Thì nó không có ép buộc nhưng mà nó là điều kiện cần. Giống như ví dụ mình không có gì hết, mình chỉ là một đứa bình thường thôi, nhưng mà bạn là một cái người có thể bạn bạn ở một cái level nào đó cao hơn mình, thành ra mình sẽ kiểu giống như là mình muốn cua bạn hoặc là mình muốn thích bạn, thì giống như mình phải nói chuyện được với bạn, mình phải có cái duyên trong chuyện ăn nói đi, ví dụ như vậy. Mà bây giờ bạn nói thôi anh em thấy nói chuyện với anh không có hợp gu, nói chuyện với anh có vẻ như không có hợp ý lắm, thành ra bao giờ anh nói chuyện hợp ý với em hoặc là anh nói chuyện nó có duyên hơn đi, rồi rồi mình sẽ nói chuyện, rồi mình sẽ tính tiếp tới chuyện khác. Thành ra mình cảm giác giống như đó là mình bị nói chuyện vô duyên vậy đó. Mà bây giờ để sửa cho nó có duyên là cũng phải đơn giản, mà sửa làm sao cho nó có duyên cũng chưa chắc nó hợp với bạn nữa, tại vì nó chỉ mới có duyên thôi nhưng mà nó chưa chắc nó hợp với bạn, tại vì mình cảm giác bạn có rất là nhiều thứ ở trong đó ha. Còn nếu mà nói theo kiểu nguệch tẹt, theo kiểu là bài của bạn lên á, là mình cảm giác đôi khi trong chuyện tình cảm á, bạn không muốn bị là người bị động, bạn không muốn là người phụ thuộc, bạn không có muốn là một cái người mà bản thân bạn trở nên bị lụy hoặc là phải đi xin tình cảm của người ta, bạn không bố thí cho người ta thôi chứ người ta không có bố thí tình cảm cho bạn. Mình cảm giác bạn luôn luôn hướng giống như một giống như nãy mình nói, một người họ hướng cái năng lượng vô bản thân của họ nhiều á, thì thật ra họ không phải là họ không có thời gian họ dành cho người họ yêu đâu, nhưng mà nó bị ít đi. Giống như là mỗi người sẽ có một cái đam mê, một cái công việc riêng, họ họ vẫn sẽ có thời gian cho công việc riêng nè, thời gian cá nhân sinh hoạt riêng, rồi tình yêu, rồi gia đình, rồi bạn bè, ai cũng vậy hết. Nhưng mà kiểu giống như trong trong cái ba cái lá bài của bạn á, là bạn chỉ gặp được cái người này khi mà bạn biết bỏ bớt lại cái thời gian nào đó để dành cho chuyện tình yêu. Ở đây mình dùng từ bỏ bớt lại chứ không phải mình nói là bỏ đi, tại vì á, à, mình nói rồi, ai cũng cần có một cái không gian riêng về bạn bè, về công việc, về việc học, về lý tưởng sống, về cái gì đó cộng thêm tình yêu. Nhưng mà mình cảm giác giống như bởi vì bạn quá bận với những cái thứ bên kia rồi, thành ra giống như là bạn chỉ gặp được cái người này khi bạn thật sự toàn tâm toàn ý dành thời gian cho nó. Giống như ở đây mình nói bạn đang quá bận tâm tới chuyện tiền bạc, thì giờ có cái người nào đó họ muốn yêu bạn, họ muốn nắm lấy tay bạn cũng đâu có nắm đâu, bạn nắm tiền chứ bạn không có nắm cái tay người này. Khi bạn đang muốn đứng ở trên một cái đỉnh cao danh vọng thì dĩ nhiên không có cái người nào có thể đứng ngang bằng với bạn ở đây được, họ đang ở đâu đây nè, hoặc là họ ở trên bạn hoặc là họ ở dưới bạn. Còn nếu họ leo lên được cái đỉnh của bạn, bạn cũng đâu có muốn đâu. Mình cảm giác bạn muốn leo lên đỉnh, mà bạn muốn leo lên đỉnh, bạn muốn chinh phục cái gì đó, giống như bạn nói là em cần phải học xong tiến sĩ, em cần phải trở thành nữ giám đốc CEO tài ba gì đó, hoặc là em phải phải chinh phục được cái bằng cấp IELTS 9 chấm hay cái gì đó, thì em bao giờ em thỏa được cái tâm đó thì em mới bắt đầu mới tính tới chuyện yêu đương. Còn The Star là một cái người mà bản thân họ, mình cảm giác giống như cái năng lượng của bạn á, nó có một cái sự gì đó nó rất là kiểu hơi bất cần á. Bạn thích làm theo cách của bạn, bạn thích sống theo nguyên tắc của riêng bạn và bạn sẽ làm mọi thứ theo kiểu của bạn muốn. Thành ra mình cảm giác một cái người mà họ muốn đi theo cùng bạn á, đôi khi họ phải chấp nhận cái sự thay đổi, cái sự thất thường, đôi khi hơi ngộ ngộ trong cái tính cách của bạn. Và để cho hiểu được cái sự ngộ ngộ đó không phải là một cái sự đơn giản, tại vì thật sự ngộ ngộ ai biết ngộ ngộ là gì? Ngộ ngộ là ngộ tính hay là ngộ nết hay là ngộ cái gì ai biết, đúng không? Thì mình cảm giác là nó hơi khó ha. Bạn có 10 tiền ha, bạn có 10 gậy ha, và bạn có The Queen of Cup nè, cái ngộ ngộ của bạn nè, Queen of Cup đó. Queen of Cup là người rất là khó tính, khó hiểu, khó đoán, khó biết được lòng dạ đó. Tại lòng dạ của bạn như sóng sóng biển dỗ vậy, nó dỗ lúc này lúc khi kia đó. Thì bài của bạn lên ở đây thì hỏi mình nó như là khi nào bạn có thể gặp được cái người mà thật sự yêu thương bạn. 10 tiền mình vẫn cảm giác nếu mà bạn nào có gánh nặng hoặc là có trọng trách gì đó với gia đình đó, thì mình nghĩ chắc cũng phải xong với gia đình, xong với ba má anh chị em ruột thịt trong nhà gì đó, hoặc là bạn có cơ ngơi. Nếu mà không phải là có trách nhiệm với gia đình thì là có cơ ngơi về nơi ở, về công ăn, gọi là nơi ăn chúng ở, hoặc là công việc nó định hình, nó ổn định hết rồi, bạn cảm thấy hài lòng với mức lương mà bạn kiếm ra, thì bạn mới nghĩ tới chuyện đi tìm một cái người gọi là phối ngẫu. Phối ngẫu là một cái người, phối ngẫu là một cái từ ngày xưa đó,
mình nhớ là dùng để chỉ một cái người gọi là bạn có thể kết hôn hoặc là đi xa hơn được trong chuyện yêu đương á. Tức nghĩa là đến một cái độ tuổi mà bạn cảm thấy mình muốn cần phải lập gia đình á, bạn mới đi tìm người bạn yêu. Chứ còn khi mà bạn chưa cảm thấy bạn muốn yên bề gia thất là bạn sẽ không có chui vô cái căn nhà này đâu. Giống như mấy con chó ở đây mình cũng không biết nó tác giả họ vẽ con gì nữa. Nó thiệt tới giờ mình chỉ biết con này là con Nemo thôi, Nemen thôi là tên của cái tác giả đặt cho cái bộ bài này đó. Thì mình cảm thấy ở đây giống như là cái gọi là giống như đây nè. Cái này là một cái nhà cho mấy con chó này nó ở đi ha. Thì mình cảm thấy giống như đó là bản thân bạn chỉ muốn trở vô cái nhà này khi mà thật sự bạn cảm giác giống như bạn tìm được một cái người mà bạn thật sự thấy hợp, thấy giống mình, có cùng lý tưởng với mình và họ có thể gọi là cùng bạn xây đắp một cái căn nhà mà có đủ hết tất cả mọi thứ ở trong đây. Nhưng mà mình cảm thấy bản thân bạn giống như kiểu giống như là mình cảm thấy giống như bạn có quá nhiều trách nhiệm để lo, bạn có quá nhiều thứ phải làm, bạn có quá nhiều thứ cần phải cân nhắc, cần phải định đoạt, cần phải quyết định đó. Nó làm cho bạn muốn mù mịt luôn. Giống như nếu mà một người mình nói là dành quá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, của cải cho cuộc sống thì đôi khi họ cũng không có thời gian cho tình yêu á. Giống như là bạn mỗi ngày bạn có quá nhiều thứ bạn phải làm, bạn có quá nhiều thứ bạn phải lo, phải nghĩ, bạn kiệt sức đó, thì bạn sẽ cần thời gian bạn nghỉ ngơi, bạn cần thời gian rảnh rỗi để bạn được thư giãn. Bạn sẽ cũng không có muốn phải nhảy vô chuyện yêu đương giống như bạn đang một mình, bạn đã cũng đã mệt gần chết. Bây giờ bạn cần thời gian để bạn nghỉ ngơi, bạn thư giãn, bạn relax. Thì thay vì bạn đi một mình, bạn làm một mình, bạn muốn ăn, ăn muốn ngủ, ngủ muốn nằm, nằm muốn làm gì đó thì làm, thì bây giờ bạn còn phải tính tới cái chuyện là trời ơi, tao còn phải quen đứa A, tao còn phải đi ăn chỗ B, tao còn phải đi chơi với nó, tao còn phải make up, làm đẹp, mua đồ tặng bà ba má, anh chị em nó, rồi đi du lịch, rồi cãi nhau, rồi những cái chuyện phiền phức có thể có, rồi không hiểu nhau, rồi ui tôi từ lưa tá lả đủ thứ chuyện ở trong đó hết. Thì mình cảm thấy giống như là có những cái bạn khi mà bạn nghĩ tới cái chuyện yêu đương á, bạn cảm giác nó phiền thấy mệt, và bạn cảm giác giống như đó là mình phải tháo mấy con rắn này ra bớt, mình phải tháo 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 ra bớt. Giống như hồi nãy mình nói đó là đến khi nào mà bạn cảm giác đủ về cuộc sống của bạn rồi, bạn tháo bớt mấy con rắn này xuống, bạn mới tìm được cái chân ái của tình yêu bạn. Chứ nếu không á, bạn cứ quay trong cái vòng quay cơm áo gạo tiền, bạn cứ quay trong cái ước mơ và hoài bão, bạn cứ tìm những cái thứ, những cái viên đá bạn lấp đầy hai bên của bạn lên, thì bạn sẽ mắc kẹt ở trong nó. Giống như mình nói vậy đó. Ở đây mình không nói cái chuyện yêu đương bản thân á, yêu đương bản thân, yêu thương bản thân bạn á, là một cái sự sai lầm nha. Tức nghĩa là một người họ phải biết yêu thương bản thân họ, họ phải biết sống vì lý tưởng, có cơ ngơi, có cái gì đó. Đó là chuyện mình nghĩ là hoàn toàn đúng, tại vì nó sẽ đảm bảo cho cuộc sống sau này của hai đứa. Nhưng mà giống như đó là một cái người mà họ có quá lý tưởng đi về về cuộc sống, họ có muốn một cái gì đó nó quá hoàn hảo thì nó không có cái chỗ để nó nhét vô nữa. Giống như là bạn một ngày bạn 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 nói là tao cần phải đọc sách nè, tao cần phải xem đi tập luyện thể dục thể thao nè, rồi tao cần phải dành thời gian để nghỉ ngơi một mình nè, rồi tao cần phải đi dạy, rồi tao cần phải đi học, rồi tao cần phải làm cái này làm cái kia. Thì bây giờ có cái người yêu bạn họ xuất hiện rồi, bạn nhét họ vô cái chỗ nào trong cái ngày đó, bạn chắc chắn bạn phải bỏ một cái gì đó ra, hoặc là bạn phải kêu họ tham gia cùng với cái đó với bạn, thì tự động nó mới có thời gian chung với nhau. Chứ bây giờ bạn không hề có một cái khoảng trống nào để bạn nhét cái chữ tình yêu vô trong bụng bạn, vô trong cái thời gian sinh hoạt của bạn thì khó lắm. Cái thứ hai nữa, bài này lên mình có thể dịch theo một cái kiểu đó là bạn đang bị mong cầu hoặc là mưu cầu một cái người nó quá toàn diện hoặc hoàn hảo như ý bạn mong muốn. Tại vì bạn có hai lá 10, một lá 10 tiền và một lá 10 gậy, là hai cái lá của sự gọi là đủ đầy và trọn vẹn, nhưng mà đôi khi nó bị thừa mứa. Mình cảm giác giống như đó là bạn bạn yêu cầu một người phải hội tụ đầy đủ những cái yếu tố A, B, C, D, E, F cho tới X, Y, Z thì khó lắm bạn, nó rất là khó. Giống như nãy mình nói, bạn bạn nói là bạn có rất là nhiều hoạt động mỗi ngày, từ xem phim, du lịch, ca nhạc, đi học đàn, học múa, học nhảy, học hát. Bây giờ bạn muốn một cái người đó họ cũng phải giống như bạn, tức nghĩa là họ cũng thích xem phim, nghe nhạc, đi karaoke, đi đánh võ, đi học đàn, học hát, học múa, học nhảy cùng bạn. Ít có người có thể có những cái đam mê nó cùng với bạn như vậy được lắm. Họ có thể thích cái này nhưng họ không thích cái kia. Có thể họ muốn tham gia một buổi nghe nhạc với bạn nhưng họ không thể nghe nhạc với bạn mãi mãi. Hoặc là giống như là cũng không có ai mà có thể làm nhiều như bạn. Giống như bạn là một người thích va chạm, thích này thích kia, nhưng mà có thể người ta không thích, người ta thích ở nhà,
giống như mình đi, giống như là mình có thể đi nghe nhạc với bạn một bữa hai bữa, có thể mình đi bơi, đi chạy chạy bộ hoặc là đi làm cái gì đó với bạn một bữa hai bữa, nhưng mà bữa nào cũng kêu mình làm thì nói thiệt là mình cũng không đủ sức để làm và mình cũng không muốn làm. Tại thiệt sự giống như cái nết của mình là mình thích từ từ, mình thích thoải mái, mình thích những cái gì nó mang tính thư giãn và giải trí nhẹ nhàng hơn là những cái gì nó giờ ai mà rủ mình đi leo núi hoặc là leo núi giả nhân tạo gì đó, một bữa mình leo thử cho vui thì ok, hoặc là có thể mình lâu lâu đi một bữa thì ok, chứ mà kiểu như bạn bạn ngày nào bạn cũng kêu mình đi leo núi hoặc tuần nào mà cũng đi 2-3 ngày, mình chắc chắn với bạn mình leo không nổi, mình sẽ nói là anh cứ đi một mình đi, em ở nhà em chơi, rồi chừng này anh leo đã rồi anh về. Nhưng mà bạn thì sẽ có khuynh hướng gọi là bạn muốn người ta tham gia cùng bạn, bởi vì bạn cảm giác là cái người mà họ phải tham gia cùng bạn mới thật sự là vui, mới thật sự là hiểu bạn á. Thì mình cảm giác cái yêu cầu đó nó đôi khi nó hơi quá, đôi khi mình cũng phải chấp nhận là người ta có những cái khoảng không riêng ha, hoặc là có những cái sở thích riêng nó không giống như bạn.